Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong chapter 100, trận tái đấu giữa hai thanh niên Tấu Hề đã chính thức bùng nổ. Trái ngược với thái độ bồng bột, thiếu bình tĩnh ở những chap trước, Natsu đã cho thấy không phải lúc nào đầu của cậu cũng chỉ dùng để trang trí. Bằng cách dự đoán chuyển động của đối thủ kết hợp với trạng thái Hỏa Long Vương tăng cường thuộc tính phòng thủ, Natsu vẫn đứng vững trước nhát chém tốc độ từ Suyaku. Tuy tìm ra cách hạn chế điểm mạnh của đối thủ, nhưng thế trận vẫn chưa thực sự có lợi khi cậu vẫn chẳng thể kết thúc trận chiến. Cả hai sử dụng đến tuyệt kỹ tất sát mà vẫn bất phân thắng bại. Đang trong lúc tinh thần lên cao, sẵn sàng cho hiệp thứ hai, Ignia, nhân vật ít ai ngờ tới, bỗng nhiên xuất hiện trong mê cung. Sự xuất hiện của Hỏa Thần Long không chỉ mang lại cảm giác hồi hộp khi có tới hai kẻ mang danh Thần Long cùng có mặt, mà còn hứa hẹn những diễn biến đầy bất ngờ về mục đích thật sự cũng như bí mật đằng sau đại mê cung. Ở video này, mời các bạn cùng mình tìm hiểu chương 101 với tựa đề Ý nghĩa thật sự. Mở đầu chapter là hình ảnh kẻ xem chùa Nguyệt Thần Long đang tự đặt câu hỏi về sự có mặt của thanh niên hộ báo cáo trồn. Có vẻ như thứ mà Celine lo lắng vẫn là trái tim tri thức của Elepseria, một thứ đã bị Doguramagu nuốt chọn từ 100 năm trước. Chắc hẳn trái tim được cất giấu phải có năng lực gì đó khủng khiếp mới có thể khiến Nguyệt Thần Long lo lắng, toát hết mồ hôi phao câu. Nếu chỉ đơn giản là tri thức về thứ vũ khí tương tự như Fey hay Ethereon thì chẳng có lý do gì phải ra sức tranh đoạt tốn thời gian, vì những thứ đó chẳng có tác dụng gì với loài rồng khi cha mẹ nuôi của năm sát long nhân Itga dễ dàng phá hủy trong chớp mắt. Phải chăng thứ nó mang lại sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều, đe dọa tới ngay cả những kẻ trong ngũ thần long? Sức mạnh của nó lớn đến mức không phải ai cũng có thể sử dụng, nên Nguyệt Thần Long mới tự tin, ngay cả rơi vào tay cái đám có ý định hấp diêm tập thể mình cũng chẳng có một chút lo ngại. Dù chưa biết Ignia tới mê cung với mục đích gì, nhưng với tư cách là chủ phòng, Celine quyết định không để kẻ khác làm hỏng kế hoạch. Hiện tại, ngoài Nguyệt Thần Long, không ai có đủ khả năng ngăn cản Hỏa Thần Long, vì chỉ có những kẻ có sức mạnh tương đương nhau mới đủ sức chiến đấu với nhau. Có lẽ trận chiến giữa cả hai sẽ diễn ra theo kịch bản như trận Agnonosia với Irene, chủ yếu là để khoe sức mạnh, chứ không tới mức một trận chiến một mất một còn. Không bên nào muốn đánh hết sức, vì như vậy một trong hai nguy cơ cao sẽ đi bán muối, trong khi kẻ còn lại trọng thương, hoặc tệ hơn cả hai đồng quy vu tận. Việc hai bên tương tàn sẽ tạo cơ hội cho những kẻ nằm ngoài trận chiến hưởng lợi, trong khi cả hai trở thành chúa hề. Mục đích không đạt được lại còn nguy cơ trở thành trò cười cho mấy thằng ranh con, chẳng khác nào bôi nhọ cái danh xưng thần long. Chưa kể, nếu Nguyệt Thần Long có bất chắc, Elepseria sẽ bị vô hiệu hóa trong chiều không gian khác, hoặc may mắn có thể chầu ông bà. Một khi Elepseria hẻo, trái tim cũng bay màu theo, kể cả lấy được cũng chẳng khác nào cái thứ dư thừa vô dụng. Xét về khía cạnh nào, Nguyệt Thần Long cũng không để trận đấu đi quá xa, hoặc chí ít không để Hỏa Thần Long làm hỏng kế hoạch. Nếu bằng cách nào đó Celine dịch chuyển tức thời Ignia sang chiều không gian khác thì kiểu này game là dễ. Tất nhiên, hai kẻ cùng đẳng cấp lại còn am hiểu năng lực của nhau, không phải cứ muốn là auto làm được. Thế nhưng, với một kẻ lương lẹo ngay từ trong tính cách tới thái độ, chuyện khó tới đâu chị Nguyệt vẫn có cách để điều hướng mọi thứ có lợi cho bản thân nhiều nhất có thể. Quay trở lại với Natsu và Suyaku, đứng trước một thần long với sức mạnh áp đảo, một thứ áp lực vô hình kìm chặt cả hai tới mức khó thở. Lý do Ignia có mặt tại Đại Mê Cung là vì ở đây có thứ mà anh cần thiêu rụi. Nếu liên kết câu nói giữa Nguyệt Thần Long và Hỏa Thần Long, nó có thể mục tiêu vẫn là trái tim tri thức của Elepseria. Điều này càng khiến giá trị thực sự của con hàng mang tên trái tim thêm phần bí ẩn. Nếu nó không có gì nổi bật, Celine cũng chẳng phải bảo vệ nó. Ignia cũng chẳng phải đích thân tới cái nơi chó ăn riền gà ăn lá chanh chỉ để ăn tim xào xả ớt. Theo một nguồn tin cực kỳ uy tín do chính mình vừa chém gió ra, thực chất trái tim mà bao người vẫn nhắc tới chính là phiên bản cùng cha khác ông nội của Ferihert. Chính thứ ma lực vô hạn mới là thứ khiến Nguyệt Thần Long khao khát, đạt mục đích hạ bệ tất cả những kẻ còn lại, trong khi Hỏa Thần Long phải ra sức thiêu đốt. Zeref hay August trước kia từng nhận định, với loại tool này, chỉ cần một lần sử dụng, cũng đủ sức tuyên bố Hắc Long chỉ là thằng đầu bờ rẻ rách. Đến cả Hắc Long còn không đủ tuổi sánh vai thì dăm ba cái con rồng lộn cũng chỉ là mấy con lươn to hơn một chút mà thôi. Vẫn giữ thái độ khinh thường thằng em trai, Ignia bỏ qua Natsu, tập trung vào mục đích ban đầu. Tuy vậy, đầu lửa trở lại với bản chất, không quan tâm những thứ người khác nói, chỉ quan tâm đến thứ mà cậu đang muốn. Thay vì để trận chiến hấp dẫn sang một thời điểm khác, khi mà cậu đủ sức đốt cháy cả thế giới, Natsu muốn làm một trận sòng phẳng ngay bây giờ. Không chỉ cà khịa vào cái danh con trai ruột thịt của Hỏa Long Vương, đầu lửa của tấn công phủ đầu bằng chính ngọn lửa mà Ignia cho là yếu kém. Tất nhiên, việc dùng hỏa thuật để đấu với Hỏa Long chẳng khác nào đem muối bỏ bể. Chưa kể, cậu từng mất kiểm soát khi hấp thụ lửa từ Ignia trong lần chiến đấu với Thủy Thần Long, thì lấy cái tự tin gì mà đòi ăn Hỏa Thần Long. Đòn tấn công kể trên chán đến mức Hỏa Thần Long còn chẳng thèm phòng thủ, né tránh, hấp thụ, mà cứ đứng yên chẳng thèm làm gì.
Không chỉ cây cú vì bị Suyaku cà khịa vì ngu dốt, mà còn cay hơn nữa khi ma thuật sở trường trở nên vô tác dụng. Bây giờ mà học ma thuật khác để đối phó với thằng anh trai thì chưa chắc đã vận dụng được. Chưa kể ai đời con trai nuôi Hỏa Long Vương mang danh Salamander không dùng ma thuật gia truyền mà lại dùng cái khác. Ít nhiều mà biết được chắc thất vọng lắm. Để thằng em thấy sự chênh lệch giữa đôi bên xa tới mức nào, hủy diệt sẽ ảo tưởng để nó chuyên tâm tập luyện. Ignia phô diễn nhẹ nhàng một phần sức mạnh. Chỉ trong một khoảnh khắc, một cột lửa siêu to khổng lồ bao trọn xung quanh tạo ra một vụ nổ, hủy diệt một phần không nhỏ mê cung. Chỉ riêng dư chấn và sức nóng của nó đã đủ để những người cảm nhận được phải ngạc nhiên, thì với hai thanh niên ăn trực diện không biết cảm giác như thế nào. Tuy nhiên, khác với những người còn lại, dường như Misaki chẳng có vẻ gì lo lắng, mà ngược lại cảm thấy mọi thứ đang dần thú vị. Không những thế, Thanh Long chẳng có dấu hiệu gì bị ảnh hưởng, ngay cả đổ một giọt mồ hôi cũng không hề, chứ đừng nói là cháy da cháy thịt như những người còn lại. Chẳng lẽ Misaki mạnh tới mức chống lại sức mạnh thần long, hay do năng lực của cô ta quá vi diệu? Chỉ nghĩ tới đây thôi cũng khiến trận chiến giữa Oza và Misaki hứa hẹn là một trận combat siêu kinh điển, hấp dẫn tới tận thời khắc cuối cùng. Trở lại với Natsu, khi này cả hai tuy tơi tả nhưng chưa bị loại khỏi trận chiến. Ăn trực diện đòn tấn công quy mô lớn, vượt tầm sát long nhân như Natsu có thể hấp thụ, gây biến dạng cả đại mê cung mà vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn đủ sức để gáy, chứng tỏ cả hai khá là trâu bò. Sống đúng với châm ngôn, còn thở là còn gỡ, vấp ngã ở đâu đứng lên ở đấy, gấp đôi đến chết, đầu lửa vẫn muốn thử sức một lần nữa. Tất nhiên, hiện tại chiến đấu với Suyaku còn chật vật, trong khi Suyaku lại dè chừng Ignia. Natsu mà chọc tức Ignia thì không có chuyện nhảy tay như khi nãy, mà sẽ đi bán muối ngay lập tức. Mặc dù chưa quen biết được bao lâu, Suyaku lại tỏ ra quan tâm Natsu, ngăn cậu một mình đi tìm nơi yên nghỉ. Nếu là kẻ thù của nhau, chẳng có lý do gì để Suyaku ngăn cản Natsu. Nếu Natsu có thể làm nên kỳ tích hay chí ít tạo ra đột biến trước Ignia, không phải bên có lợi chính là nhóm của anh hay sao? Nếu nhìn vào hình ảnh này, chẳng khác nào hai anh đang nắm tay nhau, kết hợp với sự lo lắng dành cho đối phương ở phía trên. Những ai đam mê chuyện đam mỹ sẽ có thêm một bầu trời lý do để gắp cặp cho hai dân chơi biểu tượng của lửa. Vì mục tiêu thay đổi, Natsu cũng gác lại chuyện đánh đấm với Suyaku và tự nhận mình là kẻ chiến thắng. Không như này hỏi sao chua tước không chuyển từ trạng thái nghiêm túc sang chú hề thánh chôn. Lý nói Natsu cây cú vì bị thằng anh cà khịa cũng có phần đúng, nhưng lý do thật sự của hành động đâm đầu vào chỗ khó cũng xuất phát từ việc muốn bảo vệ đồng đội. Trước đây, Ignia từng đe dọa sẽ bẻ cổ những người mà cậu yêu quý chỉ để tạo ra động lực thúc đẩy thăng tiến sức mạnh một cách nhanh chóng. Với một kẻ ngông cuồng như Hỏa Thần Long, kẻ từng được cho là phá hủy cả một quốc gia chỉ vì sở thích, thì lời đe dọa không chỉ để cho vui mà một lúc nào đó hắn sẽ làm thật. Chẳng may trong lúc lang thang, hắn vô tình gặp một ai đó, ví dụ như Lucy, nhỡ đâu hắn cưỡng hôn như trong fanmake, hoặc một cái kết khó lường nào đó mà không ai muốn chứng kiến xảy ra. Với một người quý trọng bạn bè như chính người trong gia đình, dù phía trước là nguy hiểm, cậu vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến những bước thật mạnh mẽ. Chính tinh thần không bỏ cuộc đã lay động Suyaku, một thanh niên cũng rất quý trọng đồng đội. Anh quyết định tạm thời hợp tác với kẻ địch vì dù sao cả hai cũng cùng chung mục đích, 2-1 thì không chột cũng què, và lỡ có cụ đi chân lạnh toát thì cũng có người đi chung. Từ trước tới nay, nếu không phải đồng đội, đầu lửa cũng chẳng thích hợp tác với người khác, kể cả trong tình cảnh ăn hành sờ mờ lờ. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời nói mang tính thuyết phục cực cao về lựa chọn bảo vệ đồng đội, Natsu đã chấp nhận lời đề nghị. Ngẫm nghĩ một chút cũng đúng, để bảo vệ những thứ mà mình quý trọng, đôi lúc phải chấp nhận những tình cảnh bắt buộc phải thực hiện. Nếu đơn thương độc mã, những thứ mà bản thân bảo vệ được sẽ không trọn vẹn, thậm chí chẳng bảo vệ được thứ gì. Điều quan trọng là phải đánh bại Ignia nhanh nhất có thể. Với sức của một người thì chẳng thể, nhưng có hai người thì biết đâu kỳ tích lại xuất hiện giữa những lúc tuyệt vọng nhất. Khoảnh khắc Natsu và Suyaku tạm thời về chung một đội đã tạo nên mối liên kết bạn thù rất hay ho, mang cái tên Fire. Biết đâu nó lại chính là bước khởi đầu cho sự gắn kết giữa những con người tưởng chừng đối địch lại trở nên thân thiết đến kỳ lạ. Và lại biết đâu đó chính là khởi nguyên cho sự kết nạp thành viên mới, những con người mang trong mình năng lực từ một con rồng thực sự. Cùng lúc này, trận chiến tạm hoãn của Lucy và Kiria do ảnh hưởng từ sức nóng của Ignia lại tiếp tục bùng nổ. Không biết do vô tình có sắp đặt hay cố ý có chủ đích, mà trong lần thể hiện sức mạnh của hai anh em nhà Ignil đều khiến công trình xung quanh bị phá hủy, mọi người trong tầm ảnh hưởng đều tan nát quần áo. Không biết hỏa thuật dùng để chiến đấu hay dùng vào mục đích đốt mắt người xem đây nữa. Trở lại với trận chiến, Kiria vẫn như lần đầu xuất hiện, vẫn rất hổ báo, không xem kẻ địch ra cái đùi bầu gì, đặc biệt là kẻ từng bị mình củ hành dễ dàng. Ả chỉ quan tâm tới những kẻ mạnh như Oza, Lasset, hai người mà Ả tôn kính Misaki và những kẻ khác trong Hắc Sát Long. Tuy nhiên, sai lầm chí mạng trong một trận chiến là khinh thường đối thủ, mà ở đây lại còn khinh thường nhân vật chính, thì chí mạng lại phải được nhân hai. Với những kẻ như Kiria, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Có thể lần đối đầu trước, Ả mạnh hơn, nhưng chẳng ai dậm chân tại chỗ mãi mà họ sẽ không ngừng tiến bộ qua thời gian.
Chưa kể sau biết bao trận chiến, nhất là trận combat 2 lần với Mimi, Lucy đã mạnh mẽ hơn, hoàn thiện được những kỹ năng mà bản thân đang sở hữu. Thêm nữa, tiêu chí của Fairy Tail là không bao giờ thất bại trước một đối thủ tới 2 lần. Trận chiến này, Lucy sẽ cho Kiria biết vì sao không nên coi nhẹ những kẻ mà mình từng chạm trán. Kiria liên tục tấn công với tốc độ cao nhưng lại quá đơn điệu, Lucy né tránh dễ dàng. Tuy vậy, một kẻ biến thái như Kiria, thứ mà cô ta nhắm tới không phải Lucy mà là quần áo trên người Lucy. Và thế là một lần nữa chị tóc vàng lại trở thành trò tiêu khiển cho Đao Long. Chẳng biết có phải đi chung với đầu lửa nhiều quá bị lây hay không. Thay vì tìm các khắc chế điểm mạnh của kẻ địch, Lucy lại dùng một thứ sắc bén để chống lại sắc bén. Đúng là đồng vợ đồng chồng, không thần đồng thì cũng siêu trí tuệ. Nói vui vậy thôi chứ Lucy nhà ta làm gì cũng có tính toán. Những đòn tấn công không thực sự quá khó, nhưng thứ mà Lucy muốn cũng không phải gây sát thương cho Kiria mà là trang phục của cô ta đang mặc. Theo tình hình này, Đao Long sẽ phải chiến đấu mà không mảnh vải che thân, vì ả làm quá gì biết hoán trang như Urza hay tinh phục như Lucy. Trong khi Lucy có sẵn trang phục để thay, chưa kể lối đánh của chị tóc vàng là kết hợp chuyển đổi giữa nhiều trang phục. Nếu có vấn đề gì xảy ra, chỉ cần thay đổi tinh phục trong chớp mắt lại ngon lành ngay. Diễn biến tiếp theo dự sẽ rất hấp dẫn với những cao trào kèm những phân cảnh nóng hổi vừa thổi vừa xem. Mở đầu chapter là hình ảnh Lucy cà khịa Kiria trong khi cô ta vừa ngại vừa cay cú. Các cảm giác trên cơ, tha hồ của hành đối thủ, giữ cờ bằng cách nhắm vào quần áo thay vì trực tiếp cắt tiết, nó rất thượng đẳng và ao trình. Thế nhưng, giờ đây kẻ đang phải chịu nỗi đau này là chính là bản thân mình, chắc hẳn nó phải cay gấp vô cực lần so với bị kẻ yếu hơn đánh bại. Qua đây có thể thấy, Lucy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những chapter đầu của nhiệm vụ trăm năm. Lúc đầu còn bị Kiria quay như dế, sơ sẩy một chút là cụ đi chân lạnh toát, vậy mà bây giờ có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để biến kẻ biến thái ấy thành trò hề. Tính ra cũng phải cảm ơn trận chiến với Nguyệt Hạ Mỹ Thần Mimi, chính nó đã giúp Lucy luyện tập, phát huy tiềm năng cũng như tạo động lực để Lucy tự tin hơn trong mọi trận chiến. Một sự tiến bộ rất cần thiết và rất đúng lúc cho hành trình trăm năm, hứa hẹn còn gian nan hơn, vất vả hơn thế này rất nhiều. Một điều nữa, để có thể làm trò con bò trong một trận chiến mà tính sống còn, mà vẫn tự nhiên như không, khá là chắc kẹo, ít nhiều là do tiếp xúc thời gian dài với thanh niên máu liều như hơn máu não, ná sư. Quả là không sai khi nói mọi sự tấu hài rất dễ lây lan qua con đường tình bạn. Dù đang cay cú, Kiria vẫn biết trận chiến này chẳng có ai ngoài hai đứa con gái, mà là con gái với nhau thì có gì mà phải ngại, thả rông đánh nhau như thế này nó mới cháy. Đao Long tấn công trong sự ngỡ ngàng của chị tóc vàng, cứ tưởng trận chiến này sẽ tiếp tục diễn ra trong sự phấn khích bất kể hoàn cảnh. Ấy vậy, sự xuất hiện của một nhân vật đã làm mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Lasset đã nhìn thấy những thứ mà đáng ra anh không nên nhìn thấy. Và dù khá bố láo coi trời bằng vung, nhưng xét cho cùng, người ta vẫn là con gái. Để một thằng đàn ông nhìn rõ từ A đến Z như này cũng khá là đáng quan ngại. Như một người đàn ông chân chính, Lôi Long chỉ quan tâm tại sao cô ta lại trần như nhộng, còn những thứ khác anh chẳng thèm nhớ tới. Cũng may là gặp Lasset, chứ đổi lại là Loki, Makao, Wakaba, không chắc thì dừng lại ở mức đứng nhìn. Khác biệt hơn trong trường hợp này là Natsu có khi lại cười vào mặt vì bắt chước phong cách hòa mình với thiên nhiên của Grey. Ai mà chắc gì Lucy đã cho đầu lửa nhìn mấy cảnh này, nhìn chị thì được chứ nhìn đứa khác thì coi chừng mất xác. Như đã nói, Lasset là một người đàn ông chân chính, không hề đứng im nhìn một người con gái, kể cả đó là đối thủ, phải chịu cảnh không mạnh vải che thân. Anh đưa áo khoác của mình cho Kiria, nói những câu khiến bất cứ cô gái nào cũng phải siêu lòng, trong đó có cả Đao Long. Một người vừa bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, mạnh mẽ ngầu lòi lại còn ga lăng như thế này, hỏi sao chị em không mê như điếu đổ, rụng cả rổ trứng. Muốn được hiên ngang sánh vai với Lasset chẳng có gì khó, chỉ cần vượt qua cửa ải của Lôi thần tộc, đặc biệt là Frid hay bạn gái tin đồn cô nàng tóc trắng. Đáp ứng được yêu cầu dễ như ăn kẹo kể trên là auto có được Lôi Long. Tuy Lasset rất ga lăng nhưng nó không đồng nghĩa anh là một sim chúa. Kẻ địch thì vẫn là kẻ địch, giới muốn đến đồng đội của anh thì trai gái già trẻ lớn bé anh đều vả sờ mờ lờ hết. Anh cũng là người tôn trọng ý kiến của đồng đội, nếu họ cần anh không ngần ngại trợ giúp, còn nếu họ muốn một trận đấu công bằng anh sẽ không can thiệp. Trận chiến này tưởng chừng đã ngã ngủ khi Lasset tham chiến, nhưng một pha tổ lái trực tiếp đưa thế trận trở lại như phút ban đầu. Chỉ với một nhát cắt vào không khí, ý chí sắt đá đã bị hủy diệt hoàn toàn. Đây cũng là kỹ thuật mà Kiria từng dùng để khống chế Urza, biến chị đại trở thành thú cưng trong một khoảng thời gian trước khi bị hành cho SML. Lúc này, đối tượng trở nên yếu đuối, sẵn sàng phục vụ Kiria vô điều kiện, bất kể ả đã lệnh gì, người này cũng nghe theo tuyệt đối. Tuy vậy, kỹ thuật này chỉ khiến đối thủ nghe theo lời chứ không khiến họ mất đi ma thuật, và dường như họ sẽ không tấn công người khác vì bản thân đã không còn ý chí chiến đấu, đã trở nên mong manh dễ vỡ. Lần giảm chán trước, Lasset không chịu tác động, không phải do anh yếu đuối mà do anh đang chịu sự khống chế của Farid. Có thể một cá nhân chịu tác động bởi một dạng ma thuật điều khiển, nếu có kẻ dùng ma thuật có dạng tương tự lên cùng một đối tượng, tác dụng sẽ bằng con số 0. Cũng có thể bạch diệt đến từ thế giới khác, nơi những người như Farid đã nhận công việc thanh tẩy ma thuật đem lại sự cân bằng. Nó đủ sức áp chế mọi loại ma thuật, đẳng cấp phải nói là vượt trội hoàn toàn.
đến ngay cả Thủy Thần Long cũng phải chịu tác động, thì dăm ba cái kỹ thuật từ Đao Long làm gì có cửa mà so sánh. Tuy nhiên, cái gì cũng có điểm hạn chế của nó, cắt đi sự mạnh mẽ không phải trường hợp ngoại lệ, vì đây là kỹ thuật tương tự như thôi miên, tiếp xúc thông qua đôi mắt, chỉ cần người dùng tránh nhìn trực tiếp, có con mắt giả như Erza, tự coi bản thân yếu đuối là điều tích cực, hoặc tự nhận thức được nó sẽ trở nên vô dụng. Chưa biết được giới hạn của thuật thôi miên như thế nào, liệu có đủ khả năng cắt đứt sự mạnh mẽ của những kẻ ao trình, hay những kẻ quá mạnh sẽ mất dần hiệu lực, thậm chí là kháng hiệu ứng 100%. Liệu chấn thuật từ Wendy hay Irene có thể phá giải nó được hay không? Người mà Kiria không thể cắt đứt là do bản thân người đó yếu, hay do ả tự đánh giá người đó yếu nên kỹ thuật tự động không thể sử dụng được? Những câu hỏi hay ho có lẽ sẽ được trả lời trong tương lai. Không thể đứng nhìn bạn bè chịu sự sỉ nhục, Lucy liều mình tấn công trực diện, Kiria cũng đáp lại với thái độ phấn khích. Cả hai chiến đấu ngang tài ngang sức, trong khi Lasset mà chúng ta vẫn biết nay đã trở thành một chàng trai ngoan hiền, ăn nói dịu dàng. Đáng ra mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu Lasset can thiệp, nhưng tiếc thay Kiria đã đi nước cờ cao tay hơn, biến Lôi Long trở thành người ngoài cuộc. Dù biết Lucy đã mạnh lên trông thấy, đủ sức vần nhau với Kiria, nhưng chỉ tóc vàng chưa bao giờ có thế mạnh trong khoảng đấu tay đôi, đặc biệt là sử dụng kiếm. Ngược lại, đối thủ là một cao thủ cận chiến, Đao Long sát thuật giúp cô ta cường hóa đòn đánh sắc như lưỡi kiếm, từng đỏ sức ngang ngửa với Erza trước khi nhận cái kết đắng. Chưa kể, trước khi gặp Kiria, chỉ tóc vàng đã phải hao tổn sức lực cũng như ma lực trước cái thứ tạo vật hình dạng như cờ hó ở trong mê cung. Theo cái đà này, nếu cứ dùng sở đoản của mình để chiến đấu với sở trường của đối thủ, chắc chắn Lucy sẽ không cầm cự được lâu. Dù nhìn có vẻ ngang cơ, nhưng Lucy mất nhiều sức hơn để chống đỡ những đợt tấn công liên tục. Một lúc nào đó, sơ hở sẽ dần lộ ra, kẻ địch khai thác đúng thời điểm, nguy cơ lên bảng đếm số là rất cao. Trong một khoảnh khắc, Đao Long thi triển chiêu thức, phá hủy hai thanh kiếm trong tay Lucy, ngay sau đó bồi thêm một cú đá. Chưa dừng lại ở đó, Kiria tiếp tục tấn công, đòn thế này mạnh đến mức cắt đứt roi ngân hà và làm bị thương trực tiếp Lucy. Nhận ra nếu cứ tiếp tục phòng thủ, cơ hội thắng rất mỏng manh, thậm chí là chưa kịp làm gì đã bay màu. Lucy quyết định sử dụng con bài tinh phục kết hợp giữa Vigo và Leo. Trạng thái được sử dụng như con bài chiến thuật, trừ những lúc cấp bách mới cho nó xuất hiện. Tuy tinh phục kết hợp đem lại nguồn sức mạnh vô cùng lớn, theo nhận định của chính Lucy là đủ mạnh để sánh ngang với Kiria, nhưng bù lại lượng mana tiêu hao là vô cùng nhiều, cơ thể cũng phải gánh chịu một thứ áp lực rất lớn. Một khi sử dụng sẽ khiến bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức, khả năng chiến đấu giảm sút cực nhanh. Đây có thể xem là con bài tất tay, được ăn cả ngã ăn lèn. Thành công thì chiến thắng, còn không khả năng thua trận là rất cao. Một đòn tấn công ánh sáng với phạm vi AOE từng một hit hạ gục Lissana trong dạng cụ vĩ hồ, cũng như dẹp loạn khá nhiều yêu quái được tạo ra từ Yoko. Tuy nhiên, mọi tính toán đều có sai số, và sai số lần này chính là sự khó lường của Kiria. Một nhát chém xẻ đôi chiêu thức gây hoang mang dư luận, và hơn thế nữa đã thương trực tiếp Lucy. Có thể thấy đòn tấn công này quá mạnh, nó không chỉ tạo ra vết thương rất lớn mà còn sinh nhẹ cánh tay phải, nơi chứa đựng một thứ mà Lucy rất trân trọng, hội huy Fairy Tail. Nếu để ý có thể nhận ra, Future Lucy cũng bị mất cánh tay phải trong thời điểm nào đó ở tương lai. Phải chăng đây là một sự trùng hợp hay đằng sau còn bí ẩn gì đó mà hiện tại chưa được tiết lộ? Có khi nào trong thời gian tương lai sẽ một lần nữa được đem trở lại thông qua một arc nào đó tiếp theo, hoặc là ngay trong chính đại mê cung này? Điều này có phải ý tác giả ngầm xác nhận sự hiện diện của Thổ Thần Long có liên quan tới tương lai, hay đây chỉ là một chút gợi lại quá khứ xem như thử tài người đọc? Việc để nhân vật như Lucy chịu tổn hại nghiêm trọng như thế này chắc hẳn có mục đích, và mình đoán rằng nó có liên quan tới Lasset. Lucy vốn là một người thông minh, nhạy bén, có khả năng quan sát và óc phán đoán cực kỳ tinh tế. Thay vì lối đánh kết hợp giữa nhiều dạng tinh phục để đem lại sự linh hoạt, chị tóc vàng lại chọn đương đầu bằng chính sở trường của kẻ địch. Hơn nữa, sử dụng trạng thái kèm với chiêu thức mà không lường trước được việc kẻ địch phản đòn, chẳng khác nào tự hủy, tự biến bản thân thành bao cát di động. Ngay cả lần đánh với Mimi, chỉ tóc vàng trong trạng thái tăng cường ma thuật cũng chẳng dại dột mà sử dụng quá nhiều sức mạnh, trong khi kẻ địch vẫn còn khỏe như voi. Thêm nữa, từ dữ kiện Lasset không hề mất đi ma thuật mà chỉ rơi vào trạng thái tuân lệnh. Ngay sau đó, Lucy đã suy nghĩ phải làm một điều gì đó. Mình cho rằng năng lực từ tinh phục kết hợp giữa Vigo và Leo không chỉ có gia tăng sức mạnh tấn công mà còn đem lại cái gì đó rất khác. Ánh sáng khi bị bẻ cong sẽ tạo ra ảo ảnh thị giác, như cái cách mà Macbeth từng làm với Erza và Cheola. Lucy có thể sử dụng ánh sáng Regulate trong cả dạng thường và kết hợp, nên việc bẻ cong ánh sáng tạo ra ảo ảnh là điều hoàn toàn có thể. Khả năng cao Lucy mà chúng ta nhìn thấy chỉ là ảo ảnh trong tâm trí Lasset. Nó giống như cái cách mà Kiria dùng để thôi miên Lôi Long, bằng cách khiến Lasset nghĩ rằng bản thân không trợ giúp đã khiến đồng đội gặp nguy hiểm, từ đó thức tỉnh ý chí bảo vệ đồng đội đang bị kìm hãm, giúp anh trở lại đúng với những gì mà mọi người vẫn biết về anh. Một trường hợp khác, Lucy đã nhận ra cách giúp Lasset trở lại. Cô cố gắng chịu đòn hòng lay chuyển tâm trí, dù có chỉ một ít sát thương cũng không sao, vì sự có mặt của Wendy sẽ giải quyết được mọi chuyện. Như nằm ngoài dự đoán, không ngờ đòn tấn công từ Kiria lại quá mạnh so với sức chịu đựng, dẫn đến tình cảnh éo le như ở trên.
Một trường hợp khác, chị tóc vàng sử dụng mánh mẹo gì đó liên quan đến khả năng biến hình từ Gemini, rất có thể tinh phục song tử hay chính năng lực từ trước giờ Lucy chưa trình diễn. Nó mang đến khả năng tương tự như phân thân chi thuật. Mọi thứ nhìn thấy đều là thật, nhưng đó mới chỉ là một nửa của sự thật mà thôi. Với một kẻ tự mãn như Kyria, một khi thấy kẻ địch no hành, ả sẽ mất cảnh giác để lộ sơ hở. Và khi nhận ra đó chỉ là cái bẫy thì mọi chuyện đã quá muộn. Một đòn tấn công bất ngờ sẽ đem lại hiệu quả trong những tình huống không ai ngờ tới. Dù có đúng như mình dự đoán hay không, Lucy vẫn sẽ bình an vô sự vì hào quang nhân vật chính sẽ luôn là con bài mạnh nhất. Hơn nữa, hành trình của Lucy vẫn còn tiếp tục và điều quan trọng nhất, đầu lửa đã hứa bên chị tóc vàng mãi mãi. Chưa được nó tỉnh tò, bay màu tầm này còn quá sớm. Kể cả trong trường hợp xấu nhất, mọi thứ đều là thật, vẫn còn hy vọng từ Wendy khi cô bé và Lily đang ở đâu đó trong mê cung, biết đâu lại ở rất gần, xuất hiện chữa thương và cùng nhau hợp sức cử hành Kyria. Không biết các bạn có suy nghĩ gì, chưa riêng cá nhân mình cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Kyria nhiều hơn là Lucy khi cả gan động vào bản thân của thằng đầu lửa. Nó mà biết có kẻ dám làm tổn thương nghiêm trọng như này cho Lucy, mọi chuyện khác đều trở nên vô nghĩa, kể cả đó là Ignia hay Celine. Bằng ngoài ra đấm SML Kyria sẽ là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Nước đi sai lầm, chúc Đao Long may mắn lần sau. Mở đầu chapter vẫn là hình ảnh Lucy bị đả thương nghiêm trọng trong trạng thái tinh phục kết hợp giữa Leo và Vigo. Không lẽ chị tóc vàng mà mọi người yêu quý, theo dõi từng bước phát triển từ lúc chưa có gì cho tới là một trong những pháp sư giỏi nhất của Fairy Tail đã chính thức dừng cuộc chơi ư? Không bé ơi! Một cú lừa siêu to khổng lồ đã khiến người xem phải trầm trồ. Hình ảnh Lucy bị chém chỉ là pha ke do Gemini biến thành, có thể nói đây là một phiên bản khác của phân thân chi thuật. Trong khi song tử đánh lạc hướng đối phương, cơ chế phòng thủ đặc biệt từ Horologium đã giúp Lucy bình an vô sự. Về mặt cơ bản, Gemini khi biến thành Lucy sẽ có mọi thứ mà cô sở hữu, tức là nếu không phải song tử ứng cứu thì chỉ tóc vàng sẽ tăng cực mạnh như những gì mà chúng ta đã thấy. Sự kết hợp giữa Gemini và Horologium là rất cần thiết vì đòn tấn công từ Kyria thực sự rất mạnh. Nếu chỉ có sự xuất hiện của song tử hay đồng hồ thì chưa chắc đã bảo đảm được an toàn. Cơ chế cứu nguy khẩn cấp luôn xuất hiện rất kịp thời, nhưng hình như thời gian hồi chiêu của nó hơi lâu. Từ thời điểm xuất hiện gần nhất tới hiện tại cũng phải mất đến 1 năm. Chưa kể đôi lần cấp bách cũng chẳng thấy xuất hiện, hoặc có cũng để cứu những người khác chứ không phải Lucy. Nói vui vậy thôi chứ cơ chế này thật sự rất quan trọng, có thể bảo vệ người bên trong gần như 100%. Nơi cứ xuất hiện bừa bãi, lúc rơi vào trường hợp thật sự quan trọng, không sử dụng được, lúc đấy chỉ có nước ngửi đất cho quen dần, sau này đỡ phải bỡ ngỡ. Trong cái lần Jacob giam giữ hội Fairy Tail, đồng hồ đã xuất hiện cứu nhóm Lucy và cũng nhờ chính cơ chế này đã mở ra cơ hội lật kèo. Tuy rất tốt nhưng rất tiếc, khả năng cứu nguy siêu cấp lại có điểm hạn chế, không thể đem theo quần áo vào bên trong. Khi Hologram biến mất cũng là lúc người bên trong không một mảnh vải che thân và trong trường hợp này chính là Lucy của chúng ta. Đây là một người đàn ông có chỗ đứng, khi được chiêu đãi bữa tiệc xôi thịt họ sẽ không từ chối, nhưng Lucy là một người đàn ông thanh lịch, anh quay mặt đi chỗ khác. Một vài hành động nhỏ cũng đủ cho thấy sự khác biệt giữa một người đàn ông của gia đình và một thằng ranh con ất ơ. Nasir nhà ta còn phải theo học dài dài. Kyria sau khi biết mình bị lừa chắc cay lắm, nhiều khi còn giận tím người ấy chứ. Hai lần bị đối phương chơi xỏ cơ mà. Tính ra cũng may cho Kyria, đặt trường hợp Lucy bị thương là thật. Không biết Nasir sẽ có phản ứng gì và sẽ cử hành Đao Long tới mức nào. Lucy sử dụng tinh phục Ares chuẩn bị cho màn giao tranh sắp tới. Nhận ra rằng phân thân thế mạng và phòng vệ tức thời chỉ có thể sử dụng được một lần, Kyria không còn gì phải lo ngại, tiếp tục mở màn cho hiệp tiếp theo. Khả năng phòng thủ từ nàng cừu Bạch Dương không đủ sức đứng vững trước đòn tấn công trực diện, không cho đối phương có thời gian để thở, liên tục là những pha Buddha thần thánh gây một lượng sát thương không hề nhỏ. Trong tình trạng sức cùng lực kiệt, ăn thêm một đòn tấn công nữa, kể cả phòng thủ thành công, nguy cơ lên bảng đếm số là rất cao. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lasset, người tưởng chừng chỉ biết lùi bước về phía sau để thấy em rõ hơn, đã giải nguy cho Lucy. Dù ý chí mạnh mẽ đã bị cắt đứt, không còn tự làm chủ được bản thân, nhưng cơ thể của anh đã vượt qua khỏi sự ràng buộc. Kể cả trong lúc yếu đuối, không hề tự tay đánh bại kẻ địch, anh vẫn biết cách làm thế nào bảo vệ đồng đội. Không thể trở thành sát thương chủ lực, anh nguyện ý trở thành lá chắn, giúp đồng đội, kể cả phải trả giá bằng mạng sống, anh cũng chấp nhận. Sức mạnh đến từ bản thân mỗi người thông qua nhiều cách khác nhau, nhưng để có thể mạnh mẽ hơn nữa, mối liên kết giữa bạn bè chính là chìa khóa tối thượng. Chỉ khi có cho mình những người đồng đội thực sự đáng tin cậy, lúc đó họ mới có động lực để vượt qua giới hạn, vươn tới đỉnh cao, cùng nhau tiến bước, vượt qua mọi gian nan thử thách. Những người coi thường mối liên kết thiêng liêng sẽ chẳng bao giờ biết được sức mạnh tình bạn bá đạo tới mức nào. Lasset cũng từng xem bản thân là nhất, xem những người khác chỉ là công cụ làm lợi cho mục đích cá nhân và kết quả là bại trận trước sức mạnh bùng nổ đến từ Nasir. Sau khi chu du khắp nơi, anh dần nhận ra đồng đội quan trọng như thế nào, vì không ai trên đời này là hoàn hảo, ai cũng có điểm yếu và bạn bè sẽ bổ trợ cho nhau bù đắp khuyết điểm. Rất nhiều thứ mà một cá nhân không thể giải quyết và cũng có rất nhiều thứ chỉ có làm việc chung mới dễ dàng thành công.
Từ sau bài học để đời, Lasseter đã thay đổi rất nhiều. Anh coi trọng đồng đội như chính bản thân mình, sẵn sàng vì họ mà hy sinh bản thân. Như lần anh hấp thụ hạt ma chướng phát ra từ cơ thể Tempestor, bất kỳ kẻ nào dám coi thường hai chữ đồng đội sẽ phải lãnh nhận cơn thịnh nộ từ lôi long Lasseter. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Dường như những gì Lasseter nói đã giúp Lucy ngộ ra chân lý gì đó. Cô chỉ hồi Vigo để chăm sóc lôi long, còn bản thân tiếp tục chiến đấu. Một trong những tuyệt kỹ mạnh nhất anime, hồi tưởng quá khứ, ký ức về những lần sát cánh bên đồng đội lần lượt xuất hiện. Sau khi xuất hiện phần dạo đầu, phần tiếp theo sẽ là thay đổi sức mạnh. Hình thái kết hợp mới được trình diễn, tinh phục kết hợp Aquarius và Gemini. Một bộ trang phục nếu chỉ nhìn sơ qua chẳng khác nào một bộ đồ bơi, nhưng ở đằng sau chắc hẳn là một thứ sức mạnh gì đó rất ghê gớm. Không phải tự nhiên mà Lucy để dành đến tận bây giờ mới sử dụng, và cũng chẳng phải tự nhiên mà Lucy tự tin sẽ đánh bại Kiria trong vòng 16 giây. Sử dụng sức mạnh đến từ Aquarius, chỉ tóc vàng tạo ra môi trường nước bao quanh bản thân và đối thủ. Không chỉ có vậy, những phân thân nước được tạo ra xen lẫn với vị trí của bản thể thật, tạo ra cảm giác hoang mang cho đối thủ. Ngoài phân thân của chính Lucy, còn những nhân vật như Urza, Natsu, Gray, Wendy hay cả con mồ lèo vô hại Happy. Tuy nhiên, tất cả chỉ để đánh lạc hướng. Mục đích thật sự mà nãy giờ Lucy set up chính là phục vụ cho ma pháp tối thượng. Phân thân của Yukino và Hisui kết hợp với Lucy tạo thành tam giác khép kín, kích hoạt ma thuật Godfrey thổi bay Kiria trong một đòn duy nhất. Sau đòn tấn công này, Kiria cầm chắc thất bại, vì ngay cả tinh cầu, thứ được cho là không thể phá hủy, vẫn phải khuất phục trước ma pháp cấp cao. Sở dĩ ma thuật này không được Lucy sử dụng vì nó cần thời gian niệm chú rất lâu và số lượng người cần để thi triển ít nhất là con số 3. Việc kết hợp thủy thuật với thuật sao chép, tinh phục Aquarius với Gemini đã giải quyết được mọi vấn đề mà bình thường chẳng ai làm được nếu muốn sử dụng Godfrey một mình. Để có thể hoàn thành câu thần chú mà không gặp cản trở, cũng như khi sử dụng chắc chắn ăn trọn 100% công lực, buộc phải giữ chân kẻ địch trong một thời gian nhất định. Môi trường nước giữ không cho đối thủ di chuyển, kết hợp phân thân nước gây mất tập trung. Phân thân nước được tạo ra lúc này không mạnh như bản gốc, có thể nói chẳng có tí sức mạnh nào. Nó dựa nhiều vào số lượng, vì mục tiêu hàng đầu là quấy rối chứ không phải để gây sát thương. Bản thân Gemini có khả năng sao chép một nhân vật bất kỳ có sức mạnh tương đương hoặc yếu hơn Lucy, nhưng do ma thuật Godfrey đòi hỏi ma lực của ba pháp sư nên bản thân song tử không thể làm được. Kết hợp hai khả năng từ Aquarius và Gemini, ta sẽ có thủy phân thân với số lượng nhiều hơn nhưng vẫn mang sức mạnh đầy đủ từ bản gốc. Sau khi hoàn thành mọi công đoạn, ma thuật được cho là tối thượng của tinh linh ma pháp đã được sử dụng. Đối thủ chỉ còn biết cầu nguyện, mong rằng mình sẽ không phải xin vĩnh biệt cụ. Như mình đã nói, không phải tự nhiên mà Lucy tự tin rằng chỉ cần 16 giây đã đủ để làm gọi một kẻ hung bạo như Kiria. Chiến thắng này là chiến thắng của sự khôn ngoan, chứ không phải đơn giản là chiến thắng thiên về sức mạnh. Sự kết hợp giữa hai tinh phục tưởng chừng chẳng liên quan lại bổ trợ cho nhau một cách không ai ngờ tới, một combo chuẩn chỉ đến từng chi tiết. Cũng phải cảm ơn sự trợ giúp từ Lasseter, nếu không có anh đỡ cho một nhát chém chí mạng, có lẽ người gục ngã lại chính là Lucy. Đồng thời, chính những lời nói từ Lasseter đã vô tình gợi ý cho chị tóc vàng về mối liên kết giữa bản thân và hai pháp sư tinh linh đã từng cùng nhau kề vai sát cánh. Có vẻ Lucy chưa thực sự làm chủ được trạng thái mới, khi thời gian sử dụng của nó còn ngắn hơn so với hai tinh phục kết hợp trước. Tuy biết tinh phục kết hợp sẽ gây áp lực rất lớn, hao tổn nhiều ma lực, không thể duy trì quá lâu, nhưng 16 giây vẫn là con số quá ngắn. Trong trường hợp đối phương quá trâu, thì đòn kết thúc từ tinh phục Aquarius và Gemini chính xác là con dao hai lưỡi. Những tinh phục khác có thời gian sử dụng dài hơn, cũng như sau đòn tất sát, chỉ tóc vàng vẫn còn đủ sức để chiến đấu tiếp. Dù mang lại khả năng bá đạo, cho phép Lucy sử dụng kỹ thuật thất truyền cực mạnh của tinh linh thuật, nó vẫn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Và đây cũng chính là lý do mà Vigo lo lắng khi Lucy quyết định chơi tất tay. Sau này, khi làm chủ được tinh phục kết hợp một cách thuần thục, gia tăng thời gian sử dụng cũng như điều chỉnh lượng mana tiêu hao, chắc chắn Lucy sẽ còn mạnh hơn nữa. Qua tinh phục kết hợp lần này, có thể thấy khả năng phối hợp giữa các bộ trang phục với nhau là không có ràng buộc cụ thể nào. Chỉ riêng 10 dạng tinh phục với nhau đã có rất nhiều cách. Chưa kể sau này biết đâu lại có thêm khả năng kết hợp 3 chiến phục thì nó lại amazing good job. Điều này có thể biến chị tóc vàng thành một trong những nhân vật có nhiều dạng năng lực khác nhau, tùy vào từng mục đích, từng kẻ địch mà sử dụng một cách hợp lý. Thiên biến vạn hóa như thế này, đối thủ có thế nào cũng chẳng thể bắt bài được, mà ngược lại nhận sự trừng phạt từ tiên nữ gạch ống. Trận quyết đấu cuối cùng cũng kết thúc với rất nhiều pha bẻ lái, tuy có khó khăn nhưng chiến thắng cuối cùng cũng mỉm cười với người xứng đáng. Phía trước vẫn còn khá nhiều cặp đấu đáng mong chờ, như màn cao đầu của Urza với Misaki, hai thanh niên cứng nghịch với lửa, mấy thanh niên ngồi không, hai thần long đối đầu với nhau. Trận tái đấu đáng mong chờ giữa Lasseter và Kirin vẫn chưa biết sẽ diễn ra như thế nào, khi Lôi Long đang là người bất lợi cả trong lần khiêu chiến đầu tiên lẫn ngay lúc này khi phải nhận đòn tấn công chí mạng từ Kiria.
Những bí mật mà cho tới hiện tại vẫn là ẩn số, những toàn tính lương lẹo từ Nguyệt Thần Long sẽ thúc đẩy câu chuyện theo hướng như thế nào? Hành trình tiếp theo của Nhân Nát Sư sẽ là gì nếu họ thành công phong ấn Selin trong trận combat sau cùng? Mọi câu trả lời sẽ có trong những diễn biến, hứa hẹn sẽ còn ly kỳ, hấp dẫn, nhiều plot twist, nhiều pha bẻ lái cực gắt trong những chap tiếp theo của nhiệm vụ trăm năm. Mở đầu chapter là hình ảnh tàn tạ của hai cô gái sau trận chiến khốc liệt. Không chỉ có màn thể hiện vượt ngoài kỳ vọng, mà đến cả khi kiệt sức cũng không phải chịu cảnh phơi hàng trước mặt người khác. Rõ ràng tinh phục đã biến mất, đáng ra Lucy phải lõa thể vì bộ trang phục ban đầu đã bị Kyria xử gọn. Ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, nó lại xuất hiện như chưa hề có cuộc chia ly. Trong khi đó, tấm áo choàng do Lasset cho mượn lại biến mất không một dấu vết, khiến Kyria tiếp tục chịu cảnh không mảnh vải che thân. Đúng là chỉ những thứ mà tác giả muốn nó biến mất thì nó mới bị phá hủy, còn những thứ tác giả muốn nó tồn tại, kể cả đã mất, nó vẫn tự động xuất hiện. Đúng là kẻ mạnh nhất không ai khác ngoài kẻ sáng tạo. Kể cả đánh nhau long trời lở đất, hủy diệt cả hành tinh, thứ mỏng manh vẫn không thể bị phá hủy. Độ bền của nó còn hơn ở sắt thép, điển hình như chiếc quần của con khỉ nào đó. Có vẻ sau nhiều lần dìm chỉ tóc vàng lên bờ xuống ruộng, đứa con hơi ghẻ, luôn là tâm điểm của mọi trò đùa, đã được nhận lại. Điều này hứa hẹn tương lai tươi sáng, vương tầm, gánh đem cực khét, chứ không còn bị gắn cái mác cục tạ, cục tấn, hay bất cứ câu từ ám chỉ sự yếu kém. Về phía Kyria, cô ta đã biết cảm giác khi bị một kẻ mà bản thân xem thường tác cho SML nó đau như thế nào. Như câu nói của Lasset, núi cao ắt có núi khác cao hơn, đôi lúc cũng phải biết nhìn xuống dưới. Nếu luôn xem bản thân là kẻ bất bại, khinh thường người khác, thì đến một lúc nào đó, chính kẻ bị xem thường sẽ quật ngã chúng ta lúc nào không hay. Mong rằng sau bài học miễn phí nhưng vô cùng đắt giá, Đao Long sẽ học được cách ứng xử làm sao cho đúng mực. Đừng chỉ biết nhìn lên mà quên mất rằng ai cũng nỗ lực hết mình, chứ không ai mãi đứng im một chỗ. Mạnh hơn lúc này, chưa chắc đã mạnh hơn cả đời, và ngược lại. Tương tự như các dạng ma thuật khống chế khác, sau khi kẻ thao túng bị đánh bại, ma thuật sẽ mất đi tác dụng. Lasset đã trở lại là chính mình, nhưng mọi ký ức trước đó đều trở nên mơ hồ. Tuy không nhớ được quá trình trận chiến giữa hai cô gái diễn ra như thế nào, nhưng với những gì đang diễn ra cũng đủ để cho anh biết ai là người giành chiến thắng. Trước một kẻ có kỹ thuật quái dị, Lucy vẫn có thể chiến đấu rất tốt. Cô nhận được lời khen, sự công nhận từ Lasset. Nói một chút về Lucy, có vẻ sau đòn tấn công, Lucy gần như kiệt sức, nhưng ma lực vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt. Cô đã triệu hồi Vigo để chăm sóc Lasset, nên việc sử nữ tồn tại tựa hoàn toàn vào ma lực của Lucy. Việc Vigo vẫn còn thời gian để gã lôi long hành xác, kể cả trước đó đã all in vào ma pháp tối thượng. Nó không chỉ xác nhận việc Lucy chưa hết ma lực, mà còn ngầm khẳng định sức mạnh đã tăng tiến đến rất đáng kể. Cùng lúc này, hai thanh niên thuộc tổ đội săn đồng lửa đang cosplay anh đầu rêu khi chẳng biết phải đi đâu về đâu. Thanh niên Suzaku không thể theo dấu Ignia vì đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Natsu cũng bó tay, dù trước đây đã nhận ra anh ta có mối quan hệ mật thiết với Ignew thông qua mùi giống nhau. Có vẻ như Ignia hay các thần long có cách gì đó để che giấu mùi của bản thân, có thể là dùng vật phẩm đặc biệt, cũng có thể là một loại ma thuật gì đó. Khả năng cao đây chính là lý do mà họ sống sót trước ngày thanh trừng cũng như nanh vuốt của Agnonosia trong suốt hàng trăm năm. Dù tự xưng là vua rồng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, Hắc Long cũng không thể biết hết vị trí của loài rồng nếu không cảm nhận được mùi của bọn chúng. Một thời nỗi khiếp sợ, mang danh kẻ hủy diệt, vậy mà để lọt một số kẻ sống nhẫn nhơ trước mặt. Sau này đến lúc quy tiên, lại còn bị một kẻ trong số đó lôi ra chê bai. Agnonosia mà biết mình bị coi thường như vậy, chắc chỉ muốn được uế thổ chuyển sinh để dạy cho bọn ranh con một bài học thích đáng. Có lẽ sau hai lần giao chiến, Natsu vẫn không hề coi Suzaku là kẻ thù, mà ngược lại, xem anh như một người bạn. Cậu không ngần ngại chia sẻ mối quan hệ giữa bản thân mình với người cha Ignew và người anh trai Ignia. Phải chăng do sự đồng điệu về tính cách, mang trên mình biểu tượng của lửa, quan tâm tới đồng đội, chúa hề Thánh Chôn đã hình thành mối liên kết nào đó mà cả hai chưa nhận ra? Hay đằng sau ẩn chứa bí mật ảo ma Layada về thân phận thực sự của chúa tước? Rất nhiều thứ có thể xảy ra với khả năng bẻ cua cực khét. Trong lúc chưa biết phải làm gì tiếp theo, Happy xuất hiện từ phía trước. Vẫn như thường lệ, người mà cậu nhớ tới đầu tiên, quan tâm hơn cả bản thân vẫn là người ấy. Do địa hình tại đây kỳ lạ, chỉ tóc vàng lại biến mất trước mắt, đầu lửa mới lo lắng, không biết có bị làm sao hay không. Chứ riêng về khoảng chiến đấu, Natsu luôn tin tưởng Lucy, vì với cậu, Lucy luôn là người siêu mạnh. Trong tâm trí Natsu, không phải Agnonosia, Zeref, Yudas hay Urza, mà Happy mới là Super Idol. Như cái lần đọc tâm trí của một nhân, người được Natsu nhớ tới đầu tiên chính là mèo xanh. Do vậy, cậu mới cho rằng Lucy đi chung với Happy sẽ an toàn hơn là đi một mình. Trong trường hợp Lucy và Happy đi chung với nhau, chưa biết ai sẽ bảo vệ ai. Cứ cho là Happy sẽ kéo Lucy bay đi khi gặp nguy hiểm. Nhưng trong không gian chật hẹp như này, kẻ địch lại toàn dân có số có má. Chắc gì đã đủ nhanh để thoát khỏi kẻ địch. Kể cả ở lại chiến đấu, Happy cũng chẳng giúp được gì nhiều, vì Lucy đâu có quen với chiến đấu trên không như Natsu. Ngay cả Suzaku chẳng phải thân thiết gì với Happy, cũng cảm thấy đầu lửa quá ghê gớm khi đặt niềm tin vào Happy.
Nói tóm lại, mày được không phế, nhưng khả năng đóng góp giao tranh của cậu khá hạn chế. Dù sao, vai trò chính cũng để làm cảnh, làm cho con bò, tấu hài mang lại tiếng cười trong những giây phút căng thẳng, còn đánh nhau cứ để những kẻ quái vật trong nhóm đảm nhận. Trận chiến giữa Oza và Misaki chuẩn bị bắt đầu, ngay cả đồng đội cũng phải lo lắng, nhưng không phải lo chị đại sẽ thua, mà lo ngại cơn cuồng loạn khát máu sẽ phá hủy mọi thứ. Với một kẻ đã đụng chạm đến báu vật mà bản thân yêu quý, trừng phạt kẻ đó sẽ phải do chính tay mình thực hiện. Oza bảo mấy thằng em ngồi chơi sơi nước, một mình chị sẽ giải quyết đối thủ. Misaki không kém cạnh, cho rằng kẻ địch đang coi thường mình khi muốn solo 1 với 1 thay vì cả ba cùng xuất chiến. Theo lời nhận xét của Gray, đẳng cấp của Misaki cũng phải tầm cỡ Lacet hoặc thậm chí là Gildas. Với những gì mà ba kẻ trước đó từng thể hiện, Hắc Sắc Long không chỉ có cái danh mà bọn chúng rất có thực lực. Theo mình, Bạch Hổ Long Haku là yếu nhất, nhưng cũng chỉ yếu nhất trong bộ tứ. Một phần do còn quá trẻ, phần còn lại là do gặp phải đối thủ có người hỗ trợ quá giỏi. Hai kẻ còn lại, một vừa làm trận sơ sơ với Lacet và gần như trên kèo, một vừa đánh nhau với đầu lửa, vừa chạm mặt với Ignia mà vẫn còn sung sức. Một kẻ đứng trong hàng ngũ quái vật xuất hiện chưa được bao lâu đã dễ dàng cắt đi mái tóc của Oza, chắc chắn không tầm thường. Với lại, Misaki chỉ đang dạo chơi chứ chưa thực sự nhắm vào Oza hay bất kỳ ai. Một khi ả nghiêm túc, hứa hẹn sẽ còn mạnh hơn thế này rất nhiều. Xét về phương diện nào đó, so sánh ả với Lacet hay Gildas cũng hoàn toàn có cơ sở. Chỉ với một cái phẩy tay, Misaki dịch chuyển bản thân cùng với Oza sang một chiều không gian khác với cái tên chiều kích xanh. Nơi này giống như một hồ nước, chỉ tồn tại kẻ sở hữu và những thứ được mang vào bên trong. Những người bị ném vào chiều không gian này sẽ trôi nổi và không còn một chút sức lực nào. Misaki hoàn toàn làm chủ chiều không gian này, có thể nói ả bất bại nếu chiến đấu tại đây. Ả tấn công Oza nhìn có vẻ không được hiệu quả cho lắm, nhưng thứ đáng sợ chỉ thực sự xảy ra sau khi rời khỏi thế giới xanh. 5 giây trong chiều kích xanh đồng nghĩa với 5 tiếng đồng hồ ở bên ngoài, tức là trong đó cảm nhận được cái gì trong 5 giây, bên ngoài sẽ cảm nhận thứ đó diễn ra liên tục trong vòng 5 tiếng. Cứ nghĩ thử xem, nếu bị ai đó tát liên tiếp trong 5 tiếng đồng hồ, kể cả không mạnh lắm, cũng đã là trải nghiệm cái gì đó rất kinh khủng. Đằng này đòn tấn công từ Misaki không hề yếu, thật khó lòng tưởng tượng Oza đã phải trải qua những gì. Phong hộ danh là một trong những thực long nhân mạnh nhất, năng lực từ sát long thuật phải nói là hack game. Trong vùng không gian, bản thân là bá chủ, kẻ địch bị khóa hoàn toàn chuyển động, đánh đấm thoải mái, sau đó kẻ địch tiếp tục ăn thêm hiệu ứng cộng dồn thời gian, sát thương trong 5 giây, nhân lên thành 5 tiếng, đã rất đáng sợ. Nhớ đâu thời gian có thể tăng lên vô hạn, chỉ một cái búng tay cũng có thể khiến một người bay màu cho một nốt nhạc. Chịu đựng tất cả áp lực liên tiếp trong một lần đã là điều không tưởng, kể cả đủ sức vượt qua, thì với cơ thể tàn tạ, cơ hội lật kèo gần như là không thể. Tuy nhiên, với chỉ đại chúng ta, đầu hàng trước nghịch cảnh chưa bao giờ có trong từ điển. Trong những hoàn cảnh hiểm nghèo nhất, ý chí kiên cường vẫn luôn được phát huy, đối thủ mạnh đến mức nào rồi cũng bị khuất phục trước nghị lực phi thường. Không hiếm lần Oza gặp hacker, chịu sự tra tấn liên tục từ Kyoka, mất đi năm giác quan, nhận gấp nhiều lần sát thương so với bạn gốc mà chị vẫn thản nhiên như không. Dăm ba cái trò trẻ con này làm sao làm khó được chị. Chưa kể, Misaki đang đi vào vết xe đổ của rất nhiều phản diện khác khi giải thích về cách thức hoạt động từ skill mà bản thân sở hữu. Với một người nhạy bén trong chiến đấu như Oza, chỉ cần có đủ thông tin hoặc chí ít chiến đấu qua một lần, chị sẽ tìm được cách để khắc chế lại chính năng lực ấy. Như lần đối đầu với Azil, chỉ qua một lần chạm trán, Oza đã tìm ra điểm yếu của các là nước. Cô sử dụng phong thần giáp kết hợp với thủy kiếm đã thương bua sa mạc, điều mà hắn vẫn nghĩ chẳng ai có thể làm được khi hắn ở trong trạng thái cơ thể cát. Như đã nói, bỏ cuộc chưa bao giờ là phong cách của chị đại, kể cả trong tình trạng mà ai cũng nghĩ thôi xong toan rồi, cô sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Dù cảm thấy Oza có chút thú vị, Misaki vẫn giữ thái độ bình thường và ả quyết định tăng thời gian lên 24 giây để bẻ gãy ý chí của địch thủ. Với một người ngay từ nhỏ đã chịu sự tra tấn, mấy cái này chẳng thấm vào đâu so với việc mất đi mối liên kết giữa bản thân và Crush. Sai lầm lớn nhất mà Thanh Long phạm phải chính là khinh thường người khác, nhất là nhân vật chính. Dám sử dụng một cách tấn công đến 2 lần thì xác định ăn hành SML. Không gian này có thể ngăn chặn chuyển động của Oza, nhưng nó không thể ngăn chặn chuyển động của bộ giáp. Với một cao thủ hoán trang, việc sử dụng ý thức điều khiển chiến phục là việc hết sức bình thường. Tuy không linh hoạt như bản thân sử dụng, nhưng với chị đại chẳng có gì mà chị không giải quyết được. Không chỉ né tránh đòn tấn công, Oza còn tấn công ngược lại chính Misaki. Đối với một kẻ kiêu ngạo không khác gì đứa em gái Kiria, việc một đứa mình cho là thấp kém, tự do hoạt động trong thế giới của mình chẳng khác nào một sự xúc phạm. Hơn thế nữa, trong cái nơi mà mình tự hào nhất, bị kẻ khác đã thương, bao nhiêu công sức gáy khét từ đầu đến giờ, người ta lại nghĩ mình chém gió hơn cả Yasuo. Sau khi ăn đòn sáng mắt, chắc chắn Misaki sẽ đánh giá đối thủ một cách nghiêm túc, chiến đấu mà không chủ quan, và hứa hẹn trận đấu này sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Nếu để ý kỹ, hai thanh kiếm mà Oza cầm trong hai chiến giáp đều là hàng mới chưa từng xuất hiện trước đây. Phải chăng điều này là hint cho một bộ chiến phục mới hay một vũ khí mới, thứ mà các fan luôn mong đợi bao lâu nay sẽ xuất hiện chém bổ mẹ Misaki?
Liệu Misaki có bị ảnh hưởng bởi chính quy luật sau khi rời khỏi thế giới chiều kích xanh? Oza có nhiều phút ban đầu nếu lỡ bị thương trong quá trình chiến đấu, kể cả đánh bại Misaki trong thời gian quy định. Trong trường hợp Oza đánh bại Misaki, cô sẽ được gọi là Oza 24 giây, giống như cái tên mọi người gọi chị tóc vàng là Lucy 16 giây. Tính ra hai chị em hộ báo nhất trường mẫu giáo lại bị đánh bại trong thời gian ngắn. Cô chỉ mạnh hơn nên thời gian lâu hơn một chút, quả là một điều thú vị. Mở đầu chapter là hình ảnh Thanh Long vô cùng cay cú sau khi bị chị đại xin nhẹ tí tiết. Không phải tự nhiên mà Misaki và Kiria là hai chị em, cái tính khinh người, thích hành hạ, gáy bẩn, nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng một khi bị phản đam lại quay sang tự ái. Lần trước chạm trán với đứa em, may là nó chạy nhanh, với lại cũng kịp dạy cho nó một bài học sơ sơ, không muốn tốn thêm thời gian. Lần này con chị dám đụng tới báu vật bất khả xâm phạm, lại còn ở thế buộc phải thắng, dù phải tốn bao nhiêu công sức cũng phải cụ hành cho tới nơi tới chốn. Kiria vừa bị Lucy sửa gọn, coi như trả thù giùm cho Oza và mọi người. Thế nên chị tóc đỏ chỉ cần đánh bại đối thủ, món nợ từ trước đến nay xem như đã hoàn thành. Không để đối phương có thêm thời gian, Oza chỉ hồi mưa kiếm, nhưng rất tiếc hắc sắc long không thể cùi đến mức bị hạ gục dễ dàng như vậy. Không chỉ đẩy lùi đòn tấn công, Misaki còn dùng chính cách Oza để đáp trả lại chính Oza. Hơn thế nữa, số lượng kiếm xuất hiện rất nhiều, quỹ đạo tấn công ảo ma Layada, tốc độ được thay đổi rất khó nắm bắt. Dù chỉ tốc độ phản xạ rất tốt, né tránh và đỡ đòn rất mượt mà, nhưng việc phải chịu sức ép liên tục cộng với không thể trực tiếp chiến đấu thì luân giáp bị phá hủy, Oza cũng bị thương không ít. Theo chính những gì Misaki nói, trong thế giới vô định này, ả ta chính là kẻ thao túng, những gì mà ả ta muốn sẽ trở thành sự thật. Điều này đồng nghĩa giới hạn sức mạnh của Thanh Long chính là chỉ tưởng tượng. Nói cách khác, ả ta có thể đạt tới cảnh giới bất bại để chiến đấu tại đây. Tuy nó vẫn có điểm hạn chế là không thể trực tiếp tác động vào đối thủ hay những thứ không thuộc về nơi này, nhưng nó lại có khả năng ngăn cản chuyển động. Thế nên, về cơ bản, Misaki gần như không có điểm yếu, chỉ cần lôi đối thủ vào trong, áp dụng lợi thế sân nhà, phần thắng đã nằm chắc trong lòng bàn tay. Nghe thì có vẻ quá ghê gớm, nhưng theo mình vẫn có cách để làm chủ trong chính sân chơi của Thanh Long. Cách thứ nhất giống như Oza đang làm, dùng ma lực điều khiển trang phục, cứ bộ nào bị phá hủy lại lôi bộ khác ra chiến tiếp. Cách này yêu cầu về trình độ điều khiển, biểu hoán trang và có nhiều trang phục, đặc biệt là có nhiều ma lực để duy trì, tránh tình trạng đang múa gắt lại phải đi bộ. Cách thứ hai đơn giản hơn, chỉ cần bao phủ ma thuật lên cơ thể và duy trì ở mức độ ổn định là có thể di chuyển. Vị trí không gian của Misaki không gây câm lặng, nó không ảnh hưởng tới sử dụng ma thuật. Cách này tuy dễ nhưng để duy trì liên tục thời gian sử dụng ma thuật đòi hỏi có lượng ma lực rất cao. Còn một số cách khác như ma thuật thanh tẩy hay ma thuật quy tắc không gian của Marin cũng có thể giúp đảo ngược thế cờ. Như đã nói, người chơi hệ không có gì ngoài chiến giáp, hư cái này thì mình sử dụng cái khác. Tốc độ thay đổi nhanh đến mức gần như không có thời gian bị động. Và tấn công nhanh như chớp từ Hải Vương giáp khiến Misaki có chút bất ngờ, thoáng chốc hiện lên suy nghĩ thán phục về tài năng của kẻ địch. Đẩy đối thủ lấn lướt quá nhiều trong chính thế giới bản thân tự hào là điều không thể chấp nhận. Misaki bắt đầu chiến đấu nghiêm túc, không còn lối đánh đơn giản dễ bắt bài, mà giờ đây môi trường xung quanh đã trở thành vũ khí tấn công mục tiêu. Nó xuất hiện từ bất kỳ vị trí nào, bất kỳ thời điểm nào, không có hình dạng cụ thể, không bao giờ đánh trượt vì bản thân đang nằm trong chính nó. Sức phòng thủ dù cứng tới đâu, chỉ tác động liên tục, sớm muộn cũng phải trở về với cát bụi. Liên tục phải phòng thủ bị động, trong khi bản thân vẫn chưa thể nhìn ra hướng tấn công từ chiều không gian kỳ quái, Hải Vương giáp đã không còn đủ sức chống chịu và chịu cảnh vỡ thành từng mảnh. Nhìn cái cách mà Thanh Long thể hiện, ta cũng ngầm hiểu được lý do vì sao là sớt là chật vật trước Kirin. Hắc sắc long không hẳn mạnh về sức mạnh thông thường, mà họ mạnh nhờ vào những năng lực tuôn hát cực kỳ khó chịu. Haku chỉ là một thằng ranh con đã có thể tạm thời loại nhóm đá sư khỏi trận chiến một cách dễ dàng. Nếu không phải gặp khắc chế cứng, hóa giải hiệu ứng búp bê hóa, chưa biết cậu ta sẽ còn gây ra bao nhiêu rắc rối cho phe đồng minh. Kirin được mệnh danh là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ đứng đầu. Misaki chỉ nghiêm túc một lần khi chiến đấu với hắn trước khi solo với Oza. Màn trình diễn sơ sơ, năng lực lại liên quan tới linh hồn, là chưa có gì khẳng định hắn ta đã chiến đấu nghiêm túc. Trận tái chiến giữa Lacet và Kirin cũng như cái thứ bí ẩn đằng sau quan tài càng khiến viễn cảnh ở trên thêm phần trông đợi. Khác với những đồng đội còn lại, Suyaku ngoài khả năng kiếm thuật kết hợp với năng lực từ sát long thuật của kiếm thanh long, dường như anh chẳng có năng lực gì đặc biệt. Phải chăng anh vẫn còn giấu hàng, chỉ những trận chiến thật sự quá tầm anh mới buộc lòng sử dụng tới nó, hay anh chưa thể kiểm soát năng lực đặc biệt nên không muốn chơi liều khi chưa cần thiết? Biết đâu chừng trong trận tái gặp mặt anh sẽ phô diễn nó, kết hợp combo cùng với đầu lửa tạo ra kỳ tích chứa hỏa thần long. Học hỏi từ sai lầm lần trước, lần này Misaki không để cho Oza có thời gian hoán trang. Cô ta cho chị đại, nhưng thay vì bằng cà vạt thì lại bằng dây xích. Có lẽ cuộc đời của chị tóc đỏ luôn gắn liền với việc bị giam cầm và tra tấn. Những điều này đã trở thành một cái gì đó rất quen thuộc. Nó từng quen thuộc đến mức gây ra nỗi ám ảnh in sâu vào tâm thức, thậm chí len lỏi vào tận giấc ngủ.
Tuy vậy, sự mạnh mẽ cùng với sự trợ giúp từ những người bạn đã giúp chị Đại vượt qua bóng ma quá khứ, vươn tới tương lai và không còn nỗi đau thể xác nào có thể khiến chị rơi lệ thêm một lần nữa. Cũng vì đã quá quen với việc hở tí là bị kẻ địch đem ra làm trò tra tấn, Uza đã tự phát triển kỹ năng lật kèo trong mọi trường hợp. Trong cái lần đám tự thi của NH quy tụ bắt nạt, chỉ với một ánh nhìn ăn năn, cả ba đã biết ai mới thật sự là chủ trận chiến và biến mất không một dấu vết. Lần này chị tóc đỏ không bị động mà chủ động ngăn chặn đòn tấn công của kẻ địch. Kim Cương Thuẫn, thứ từng triệt tiêu hỏa lực từ Jupiter của Phantom Lord, đã xuất hiện như lời kêu gọi của chị Đại. Cái việc chói tay chân của một ma đạo sĩ mà không phong ấn ma lực lại còn là dân chuyên chơi hàng nóng, chẳng khác nào chơi đùa với tử thần. Sau khi tự mình giải thoát khỏi xiềng xích, Uza sử dụng bộ giáp mà trước đây cô từng nói đây chính là chiến giáp mạnh nhất mà cô sở hữu với cái tên yêu tinh giáp. Không chỉ có vậy, chị Đại còn dẫn ma thuật sở trường của anh nhà vào thanh kiếm để trở thành một đòn kết liễu. Dẫn thuật có thể giải thích là do Wendy từng hướng dẫn, hoặc cũng có thể Wendy đã dẫn sẵn và chỉ giao chị Đại cách làm thế nào để kích hoạt. Còn về vấn đề ma pháp của Treola, làm thế nào mà chị Đại biết cách sử dụng, lại còn sử dụng lên trang bị thay vì chính bản thân thì chắc chỉ có hai người mới biết. Không biết còn cái gì mà chị Đại vẫn còn giấu chưa cho chúng ta biết hay không, chứ Grand Chariot chị còn xài được thì dễ còn nhiều bí mật chưa có dịp bật mí lắm. Đúng là có anh người yêu lý tưởng, cái gì cũng chia sẻ. Nếu chị thích, anh đem cả thân thể ra cho khám phá còn được, huống chi mấy cái phép thuật. Cũng có thể lấy lý do giao lưu ma thuật để làm cái cớ tò te với nhau. Vì dù sao cả hai cũng thuộc dạng trong lòng thiên nghiện nhưng mặt thì lúc nào cũng ngại. Sau này mà Treola gia nhập Fairytale, không biết Uza sẽ vui tới mức nào. Khéo lại quên mất làm nhiệm vụ, suốt ngày tơ tưởng về anh nhà cũng nên. Trở lại với trận chiến, trong lúc Misaki còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi thế giới nơi cô ta làm bá chủ tồn tại một kẻ chống lại sức ảnh hưởng của nó. Không phải ngẫu nhiên kỳ tóc đỏ lại được đặc biệt danh chuyên gia lật kèo hay kẻ phá bỏ mọi rào cản. Đối thủ có thể hành chị nhưng kẻ chiến thắng vẫn sẽ là Titania. Không một hacker nào có thể chiếm ưu thế mãi trước sự nhạy bén cộng với tài năng không thể ngăn cản. Kể cả đó là một trong những kẻ ăn thịt rồng mạnh nhất cũng chẳng thể thay đổi sự thật không thể chối cãi. Ma thuật của chị Đại ghi đè lên ma thuật của Thanh Long, khiến cho chiều không gian này không thể hoạt động như những gì nó vốn làm được. Sở trường nó không còn, Misaki chỉ còn biết nhìn sự trừng phạt giáng lên đầu của mình. Một tiên nữ với sức mạnh kết hợp từ thiên thể thuật khuếch đại bởi sự tức giận, một nhát chém nhanh gọn kết thúc trận chiến như đúng những gì mình dự đoán. Hình ảnh Misaki gục ngã, theo sau đó là Uza đã khép lại một chương 105 với sự bùng nổ cảm xúc. Như vậy, lực lượng của Diabolos chỉ còn lại mỗi Kirin và Suyaku, hai thành viên mà mình cho là mạnh nhất trong bộ tứ. Chắc chắn Kirin sẽ có một trận tái chiến với Lazarus vì cả hai đã hẹn nhau làm kèo chặt kêu nếu có dịp gặp lại. Lần gặp tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn nữa với Lôi Long khi anh bị thương khá nặng sau lần lấy thân mình đỡ nhát dao chí mạng Kiria. Tất nhiên như mình đã phân tích từ các chấp trước, khó khăn chưa bao giờ là đủ để chiến thắng Fairytale, đặc biệt là những cá nhân kiệt xuất như Lazarus. Chưa kể anh cũng tự tin vào bản thân sẽ hành Kirin ra bả. Mà bạn biết rồi đấy, Lazarus chưa bao giờ biết đùa là gì. Anh nói được thì anh sẽ làm được. Tự tin đánh bại một kẻ từng gây khó khăn, ác hẳn anh đã chuẩn bị rất kỹ. Mà một khi đã có cách thì không còn gì phải lo lắng nữa. Còn về phần Suyaku, hiện tại anh đang team up với Natsu nên vai trò sẽ còn dài dài, hoặc ít nhất chưa hề bị đánh bại trong một sớm một chiều. Chưa kể vẫn còn kèo khô máu giữa hai thanh niên, thì việc kết thúc sớm không phải điều tốt để thúc đẩy cốt truyện. Trận chiến giữa hai thần long cũng rất đáng mong đợi và có lẽ sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Dựa ở rất mãn nhãn nếu thật sự cả hai đánh nhau thật chứ không phải đấu võ mồm hay trao đổi qua loa rồi đường ai nấy đi. Nhóm những người còn lại chắc chắn sẽ có vai trò gì đó, chứ đứng nhìn người khác combat lại vô lý quá, không khéo lại được ví như anh ba tàng hình trong bộ truyện nào đấy thì lại khổ vờ cơ lờ. Vừa rồi là những phân tích và bình luận của mình về chương 105. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like cũng subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.